kỷ lục của Tây Ban Nha và cầu thủ không phải những đứa trẻ hư hỏng. Ngã mũ trước Tây Ban Nha Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Gela Fuen tin rằng đội của ông có thể tiếp tục đạt được thành công nhiều hơn nữa sau khi đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch Euro 2024 tại Berlin. Nhà vô địch châu Âu mới đã trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng trong cả 7 trận đấu của họ tại giải đấu và cũng lập kỷ lục ghi bàn mới với tổng cộng 15 bàn thắng cầu thủ dự bị Mikel Oyarzabal vào thay đội trưởng Morata ghi bàn thắng cuối cùng quyết định ở phút thứ 86 trong trận chung kết vào lưới Anh đã giúp Tây Ban Nha đăng quang. Yaman kiến tạo cho bạn thân Nico William mở điểm vào đầu hiệp 2 và sau đó Cao Lê Pan gỡ hòa. Siêu dự bị Oyaran không cho người Anh cơ hội trở thành nhà tân vô địch châu Âu sau một lần thầy trò sao ghét giành ngôi Á quân Euro mùa trước. Huấn luyện viên Luis Zela Fuen tin rằng Tây Ban Nha có thế hệ cầu thủ mới có thể làm nên những cột mốc lịch sử khác sau khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch Euro 2024 tại Đức. Với chiến tích này, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên giành chiến thắng trong cả 7 trận đấu tại giải đấu này, đồng thời phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại giải vô địch châu Âu, với tổng cộng 15 bàn thắng. Để chứng minh thêm sự thống trị của mình tại Đức, đội trưởng Rory đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong khi Lamin Yaman giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, một ngày sau khi anh tròn 17 tuổi. Các cầu thủ Tây Ban Nha không biết mệt mỏi. Họ sẽ tiếp tục cải thiện, cạnh tranh, cố gắng giành chiến thắng và tất cả đều cần cảm thấy tự hào, huấn luyện viên Vela Fuen hạnh phúc, tôi đã nói điều này ngay từ đầu và tôi sẽ tiếp tục nói ngay bây giờ. Tôi cũng thú thật chiến thắng giúp cho cuộc sống và công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi thực sự hạnh phúc về đất nước mình, về đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha, về sự phấn khích mà chúng tôi đã tạo ra. Tôi hy vọng mọi người đều cảm thấy tự hào về thế hệ cầu thủ này, những người có thể làm nên lịch sử và có tương lai tươi sáng ở phía trước. Tất cả những gì tôi muốn là các cầu thủ tin tưởng vào tôi, và tin vào những gì tôi nói với họ. Và không chỉ tôi mà còn cả toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, các trợ lý. Tôi cảm thấy hãnh diện vì chúng tôi đã xứng đáng với ngôi vô địch Euro. Không ai cho chúng tôi thứ gì miễn phí. Những thứ càng khó giành được thì càng có giá trị. Huấn luyện viên Gela Fuen ca ngợi đóng góp của Oi Arang, mô tả tiền đạo của Real Sociedad luôn là sự lựa chọn chắc chắn. Còn người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha thì nói, Tôi không biết bàn thắng của mình là định mệnh, số phận hay điều gì khác, nhưng có điều gì đó đã đưa tôi vào vị trí ghi bàn thắng đó. Chúng tôi đã ở đây 45 ngày, cống hiến hết mình và cảm thấy đội tuyển Tây Ban Nha như là một gia đình. Ông Ye La Fuen cũng ca ngợi những niềm tự hào của mình là tấm gương sáng, hy vọng điều này sẽ lan tỏa đến người hâm mộ Tây Ban Nha. Các cổ động viên cùng nhiệt đã theo dõi hành trình của họ trong suốt giải đấu. Chúng tôi là một tập thể trẻ trung và những cựu chiến binh có tham vọng, sẵn sàng làm việc, sẵn sàng thể mình đồng hành và đoàn kết với nhau. Tất cả những điều này là động lực cho đội tuyển Tây Ban Nha một khả năng mạnh mẽ để cố gắng cạnh tranh và giành chiến thắng. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng kết quả không chỉ là điều quan trọng, mà toàn bộ quá trình cũng quan trọng không kém. Tôi không biết liệu chúng tôi có thay đổi được xã hội hay không, nhưng đặc biệt là với người trẻ tuổi, họ có thể xem cầu thủ không phải là những đứa trẻ hư hỏng, mà chính là những người làm việc thực sự chăm chỉ, sống hết mình trên sân cỏ và muốn là tấm gương. Người anh ngã mũ trước Tây Ban Nha tôi là người Anh và giống như những người khác ở quê nhà, tất cả đều muốn thấy tuyển Anh giành chức vô địch Euro 2024. Nhưng thực tế đơn giản rằng đội chơi hay hơn ở trận chung kết tại Berlin đã giành chiến thắng. Nói một cách đơn giản, Tây Ban Nha toàn thắng cả 7 trận, đánh bại những gã khổng lồ của châu Âu như Đức và Pháp. Họ ghi nhiều bàn thắng đẹp, sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc như Nico William, Lamin Yaman, Rory, Fabian Ruiz và Dani Olmo. Ngay cả những cầu thủ kém trình như Mark Kuklela cũng tự nâng cấp chất lượng chơi bóng tại giải. Ken gây thất vọng. Với trận chung kết, tôi nghĩ việc huấn luyện viên Gareth Southgate của tuyển Anh để Luke so chơi ở vị trí hậu vệ trái là quyết định đúng đắn. Nó mang lại sự cân bằng cho Tam Sư, tạo ra nhịp di chuyển mượt mà. Khi Kieran Trippier đảm nhận vai trò hậu vệ trái, cầu thủ này thường xuyên gặp bất lợi vì phải sử dụng chân phải để thực hiện nhiều động tác. Điều này thay đổi hoàn toàn lối chơi của tuyển Anh tiền đạo trực chờ trong vùng cấm địa cũng bị ảnh hưởng khi phải thực hiện những tình huống di chuyển không bóng thiếu tự nhiên từ đó dễ bị bắt bài hơn có vẻ kỳ lạ khi tất cả học viện bóng đá ưu tú tại anh mãi vẫn không thể đào tạo ra những cầu thủ sử dụng tốt cả hai chân điều này cũng khiến quyết định không gọi ben chiêu đồ của chelsea dự euro 2024 trở thành bất ngờ thời gian qua tranh luận xuất hiện liên quan đến việc tuyển anh có nên để trên alexander arnold đá chính thử nghiệm này không thành công ở vòng bảng Huấn luyện viên sao Kết sau cùng đặt niềm tin vào Kobe Menono, một cầu thủ ổn định nhưng còn thiếu sự sáng tạo như nôn Lẽ ra, tuyển Anh có thể dùng nôn chơi ở vị trí hậu vệ phải thay cho Kyler Walker, người nên được di chuyển vào trung tâm hàng thủ. Nếu được lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ bố trí Walker đá trung vệ lệch phải. Trong khi vị trí ở biên giao cho nôn Lại nói về Walker, đây là cầu thủ xuất sắc, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, ở trận chung kết, bàn thắng Tây Ban Nha ghi được có thể do lỗi chọn vị trí của hậu vệ Man City. Tất cả đều thấy điều đó. Nhưng trên hết, cú sốc lớn nhất với tuyển Anh là phong độ của Harry Kane. Trước Euro 2024, mọi người, kể cả tôi, đều sẽ nói rằng Kane là lựa chọn số 1 trên hàng công, nhờ thành tích và phong độ ghi bàn ấn tượng ở Bayern Munich mùa 2023-2024. Vậy mà khi bước vào Euro 2024, Ken trông có vẻ mệt mỏi. Huấn luyện viên sao kết nhận ra điều đó, vì vậy thay Ken bằng Joaquin ở trận gặp Hà Lan. Tới trận chung kết, câu hỏi được đặt ra là huấn luyện viên sao kết có đủ dũng cảm để chọn Joaquin hoặc Ivan Tony đá chính, còn Ken chỉ nên đưa vào sân trong hiệp 2. Đó sẽ là quyết định dũng cảm. Và có lẽ, chỉ những huấn luyện viên vĩ đại mới đưa ra lựa chọn như vậy. Tây Ban Nha quá hay. Với Tây Ban Nha, họ chơi quá xuất sắc, trắng trong khâu phòng ngự. Hai hậu vệ cánh Dani Carvajal và Mark Kuklela liên tục lên công về thủ, họ hoạt động rất xông xáo. Ở khu trung tuyến, Rodri và Fabian Ruiz hoàn toàn kiểm soát tốt tình hình, còn Dani Olmo hoàn thành xuất sắc vai trò của số 10, cầu thủ này liên tục di chuyển để tạo ra khoảng trống giữa hàng thủ và tiền vệ tuyển Anh. Thủ quân Alvaro Morata có thể không phải chân sút đẳng cấp thế giới, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp đóng góp của chân sút thuộc Atletico. Morata hoạt động rất chăm chỉ và chiếm giữ khoảng trống ở vị trí trung vệ của tuyển Anh, từ đó giúp các cầu thủ chạy cánh có được những tình huống một đấu một. Nói tới đây, chúng ta không thể bỏ qua Yaman, cầu thủ với tài năng vượt xa tuổi 17. Thần đồng tuổi tinh của Tây Ban Nha quá nhanh, giữ thăng bằng tốt và rất thông minh, biết khi nào nên rê dắt, truyền và tạt bóng. Tuy nhiên, tôi đánh giá Nico William ở cánh trái là cầu thủ hay nhất Euro 2024, một máy chạy tốc độ, giàu sức mạnh và không sợ hãi. Hơn nữa, huấn luyện viên Luis Gela Fuen đã thành công trong việc tạo ra tập thể thật sự, nơi không có cái tôi nào quá cá tính. Bóng đá Tây Ban Nha đã lên đỉnh châu Âu một cách xứng đáng. Với lứa cầu thủ và những gì họ đã thể hiện, ai biết được họ sẽ lại tạo ra kỳ tích ở World Cup 2026. Trong bàn thắng đầu tiên, kỹ thuật dứt điểm của Nico William quá tốt, tạo cho người hâm mộ cảm giác tiền đạo này như suốt bằng hai chân. Bóng đá Ghana chắc chắn phải rất tiếc nuối vì Nico William chọn khoác áo Tây Ban Nha. Cũng giống như Cameroon từng từ chối Kylian Mbappe khi anh còn là cầu thủ trẻ, tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 vì họ xứng đáng. Đội bóng này sở hữu đội hình được tổ chức tốt, các vị trí chơi ăn ý với nhau. Thật trớ trêu, Ken, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở thế hệ của mình, đã ra sân trên 600 trận và ghi hơn 400 bàn thắng cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, ba lần vua phá lưới Premier League, vua phá lưới Bundesliga và Champions League. Euro 2024 lại hoàn toàn trắng tay về mặt danh hiệu. Có nhiều lý giải cho thất bại của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, những người duy tâm lại tin rằng Ken thật sự đen đuổi, như chịu một lời nguyền nào đó. Sự đen đuổi kỳ lạ của Harry Ken 3 năm sau khi thua Italia trên chấm luân lưu ở chung kết Euro 2020, Harry Ken và đội tuyển Anh lại bước đến một trận chung kết châu Âu khác, gặp Tây Ban Nha. Dù mọi thứ đã khác hơn rất nhiều sau 3 năm, nhưng có một điều vẫn không thay đổi, Tam sư vẫn là đội về nhì. Dù ở thánh địa Wembley hay đất lành Berlin, đội tuyển Anh của Ken vẫn không chiến thắng được chính mình, không chiến thắng được số phận dù vinh quang đã ở rất gần.